về việc bố trí bố cục rồi nguyên cái vi phạm nguyên tắc về tính tối thiểu, tính đơn giản, khiến cho chúng ta đọc chúng ta không hiểu, chúng ta không 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 phải là không hiểu, có thể các bạn đọc hiểu nhưng một số người dùng người ta không hiểu, vì đây là thông báo cho một website đi xem trước cái danh mục cái sản phẩm. Đây là một số phân tích của nó là vi phạm các thiết kế tối thiểu, rồi không có tính thẩm mỹ và thiếu tính mềm dẻo và hiệu quả. Nhưng chúng ta không đọc lướt được thì chắc chắn là tính hiệu quả chúng ta kém thôi, thì cũng đó là những cái mà chúng ta đã phân tích các bạn nhé. Đấy các bạn thấy còn rồi nó có những cái từ thuật ngữ sử dụng đấy, như là Modern V.90 ấy, cũng vừa nói với các bạn đấy, vi phạm rất là lớn. Và đặc biệt đây nó còn là một cái hộp thoại Modern, mà Modern thì các bạn biết rồi. Đã là hộp thoại Modern thì các bạn phải hoàn thiện xong hộp thoại các bạn mới sang được cái khác. Nên là khi chúng ta làm thông báo, chúng ta cảnh báo nếu cái thông báo nào nó chỉ dạng chỉ dẫn đơn giản và nó không ảnh hưởng gì thì các bạn có thể sử dụng dạng hộp thoại là Modernless. Nào bây giờ chúng ta lại sang hai cái hộp thoại nữa để chúng ta cùng phân tích các bạn nhé. Một cái hộp thoại thì các bạn có nhận xét gì hộp thoại đầu tiên không? Hộp thoại này. Ngắn quá. Rõ ngắn quá đúng không? Câu này quá ngắn luôn. Được, trong đấy người ta vẫn khuyến nghị chúng ta là có thể dùng các câu từ ngắn gọn, đơn giản. Tuy nhiên có một cái chỉ dẫn rất là lên viết rõ ràng. Câu này chúng ta thấy nó quá ngắn và nó không rõ ràng, người sử dụng còn không hiểu gì đây, có mỗi cái không biết là lỗi gì. Đấy, câu này thì lại quá là. Nào các bạn lại nhìn xuống cái thông báo phía dưới cho cô. Thông báo phía dưới thì các bạn thấy nó lỗi gì nào? Lạm dụng chữ in đậm. Ừ, nó lạm dụng chữ in đậm đúng không? Nó lạm dụng chữ in đậm. Thứ hai là Vâng. một cái hộp thoại, mà một cái hộp thoại mà một cái thông báo mà ngay ở phần tựa đề là các bạn thấy ngay cái bố trí về việc văn bản thôi, nó đã không có sự căn chỉnh rồi. Các bạn nhìn thấy không? Trông là sập sệch. Đó, đấy là những cái lỗi. Một thông báo thì quá ngắn gọn, còn một thông báo thì chúng ta đã lạm dụng cái chữ in đậm trên cái thông báo của chúng ta. Nào tiếp chúng ta nhìn xem vận chúng ta phân tích tiếp hình này cho cô. Cái thông báo này thì các bạn thấy làm sao? Nền của trang trí nó gây vào mắt. Đúng không? Đào, bạn Đào phát hiện đúng. Làm cho chúng ta cản trở việc chúng ta đọc được cái thông tin nằm phía trên nó. Đúng các bạn? Do cái nền. Đấy, các bạn lưu ý giúp cô. Để bạn kia vẫn bảo là background rối mắt, đúng thật là rất là rối mắt, một cái thông báo còn làm cái lền lền còn hoa văn, không biết là đối tượng của cái người đọc thông báo này như nào, nhưng mà trông rất là rối rắm. Vậy các bạn lưu ý là khi sử dụng thông báo chúng ta tránh sử dụng cái hình nền, chúng ta để lên nền trắng hoặc lên cái màu nhạt thôi để cho cái chữ hoặc cái đối tượng mà hiển thị trên cái nền nó rõ ràng. Là chúng ta lại xuống cái phân tích cái ngưỡng phía dưới, các bạn thấy nó có cái lỗi gì nào? Lỗi phông chữ ạ. Phông chữ đúng không? Các bạn thấy nó đang viết bằng chữ gì đấy các bạn? Kiên. Chúng là ngôn ngữ máy tính. Ngôn ngữ máy tính là một này, mấy thứ hai là các bạn nhìn thấy cái kiểu chữ của nó chưa? Các bạn có nhớ có một lần có bản nếu là thông báo thì các cái thông báo, các cái chỉ dẫn trên màn hình chúng ta lên sử dụng kiểu chữ gì không các bạn? Chúng ta học về chỉ dẫn kiểu chữ rồi, ở bước 3. Hiển thị trên màn hình đấy, thì các bạn có nhớ là cô bảo là với những cái thông báo thì hầu hết chúng ta lên sử dụng cái gì trừ tiêu đề. Thì chúng ta có thể chữ khác, còn đây chúng ta dùng chữ gì? Ở đây họ dùng là các bạn nhìn thấy hầu hết là chữ hoa. Chữ thường lẫn lộn ra nhưng nhìn chung là chúng ta nổi bật chúng ta nhìn thấy toàn chữ hoa. Đọc thì nó ríu rít vào nhau, không thể có cái khoảng trống hay dấu cách du kiếp gì cả, chúng ta chỉ nhìn toan một cái kiểu như là một cái câu là không có kết thúc, chạy dài hết một đoạn. Biểu tôi quên mất Nguyễn Đức Kiên này. Đấy, họ dò lỗi họ sử dụng chữ in hoa, các bạn thấy nhìn thấy không? Một cái thông báo người ta thường nói chúng ta để chữ thường thôi, trừ khi tiêu đề đầu đề chúng ta hãy sử dụng chữ hoa tất hoặc là chữ hỗn hợp. Tuy nhiên là chúng ta nhớ là vừa ở dạng thông báo chúng ta dùng chữ hoa. Là chúng ta tiếp sang các hình tiếp theo, các bạn thấy ba cái hình này đều là những cái thông báo ở dạng chúng ta
đưa ra cái thông báo cho các bạn, cảnh báo cho các bạn. Có các cảnh báo thì mỗi cái nó có một cái biểu tượng khác nhau nha. Như cả ở cái thông báo này thì mỗi một cái thông báo chúng ta, các bạn nhìn nhé, các bạn có để ý các nốt của nó không? Nốt của nó ở đây các bạn thấy là mỗi một cái thông báo nó có một dạng nút khác nhau. Bạn nhìn kiểu dáng nút này. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy không? Có những cái mỗi cái nó có một dạng nút khác nhau, mỗi cái thông báo khác nhau và nó đều có các cái cảnh báo, các cái chỉ báo. Nhưng mà mỗi một nút nha các bạn nhé, ở trên thì nó dài hơn hẳn, cái thông báo nó dài hơn hẳn. Nó giải thích kích vào nút nào thì thực hiện cái gì. Đấy. Điều đó có thông báo là chúng ta sẽ tắt một cái file đi, một cái và thoát khỏi ứng dụng. Thì cái câu đầu tiên nó hỏi là bạn có muốn lưu cái tài liệu này trước khi chúng ta đóng cái ứng dụng này không? Bạn ấy, nếu bạn kích vào yes, nếu chúng ta kích vào yes thì nó sẽ save và đóng lại. Còn nếu bạn kích vào no thì nó sẽ không save. Hoặc cancel thì nó cũng không save để không lưu. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy là một trong những cái, hoặc là các bạn ấn cancel thì nó sẽ không đóng lại. Đấy. Nếu bạn ấn vào nhá, nếu không ấn nút vào no thì nó sẽ không save này. Đấy. Hoặc là các bạn ấn cancel thì nó sẽ không đóng lại. Đấy, nó giải thích cho việc của chúng ta sử dụng ba cái nút này có vai trò gì. Câu này rất chi tiết. Câu này thì nói này. Đó, bạn có thể sẽ bị mất cái thông tin nếu như bạn không kính vào nút save. Đấy. Câu dưới thì hỏi luôn là bạn có muốn lưu lại cái file này như này không? Đấy, cũng không nói là các bạn là có phải yến yết như nào, nâu nào không. Như các bạn nhìn nhé, cô nói là ở nút thì bao giờ nó cũng có sự gợi ý đúng không? Ở nút này bao giờ khi nó trước khi phá thì nó cũng đều có cái kích hoạt nút yết lên. Nếu như người sử dụng ấn enter thì nó mặc định nó sẽ lưu chúng ta vào hệ thống. Còn cái việc mà cái nút này có kiểu dáng kích thước khác nhau thì có thể là do mỗi phần mềm mỗi ứng dụng khác nhau, thiết kế khác nhau thôi. Đấy. Các bạn thấy không? Vậy thì với những cái thông báo mà chi tiết như này thì thông báo rất rõ ràng, nhưng nó mắc vi phạm nó quá dài. Đó. Cái thông báo này thì lại ngắn gọn quá, và cái thông báo này cái đây thông báo này là thông báo ngắn gọn nhất. Còn thông báo này thì ít nhất nó vẫn giải thích là bạn sẽ bị mất thông tin nếu mà bạn không ấn, bạn sẽ bị mất thông tin nếu như bạn không xây nó, nhưng nó vẫn mặc lực yết nếu chẳng may chúng ta ấn enter thì vẫn lưu. Còn cái thông báo này hiện nay đều thông báo ở Microsoft Office 2019 đấy nhá, nó thông báo rất đơn giản bạn có muốn xây không, và nó mặc định là cái phím xây này nó hiển luôn cho các bạn có đường viền ra ngoài là cái phím mặc định rồi, nếu chúng ta ấn enter tự động nó xây. Đấy là ba cái các bạn cân nhắc khi chúng ta sử dụng thông báo nào cho nó rõ ràng dễ hiểu nhất. Và nếu như chúng ta đã có những cái mặc định như thế này thì cũng có thể chúng ta bớt đi, không cần phải giải thích quá chi tiết. Còn cái về cái việc là chúng ta bố trí các nút, kích thước các nút thì cô nói nếu như ba cái này nó nằm trên cùng một hệ thống thì theo các bạn chúng ta đang vi phạm nhất quán nào đấy các bạn? Chúng ta có mấy kiểu nhất quán nhỉ? Hôm trước học bài tập lớn vừa làm kiểm tra xong có mấy kiểu nhất quán các bạn? Nhớ không? Có bao nhiêu bạn trả lời đúng câu đấy, chúng ta có bao nhiêu kiểu nhất quán? Ba hay sao vậy ạ? Đúng rồi, có ba. Bạn đúng nói đúng, chúng ta có ba. Còn nhớ là nếu mà ở cái này mà trong một ấy thì nó sẽ vi phạm nhất quán gì không các bạn? Có ai nhớ ba kiểu nhất quán là nhất quán nào không? Thống nhất cho hệ thống. Thống nhất trong hệ thống người ta gọi là nhất quán gì nhỉ Phong nhỉ? Nhất quán trong là nhất quán trong một ứng dụng. Ví dụ trong Microsoft Office Word chẳng hạn thế. Thì nó phải thống nhất tất cả cái thông báo nó dạng như thế này. Gọi là nhất quán trong. Còn nhất quán ngoài là gì? Là những cái một chân trong một hệ thống các ứng dụng thì họ đi theo đúng một kiểu nhất quán, một cái kiểu định dạng thôi để gọi là đấy là, nên là ngoài ra khỏi ngoài một ứng dụng như nhiều ứng dụng khác nhau. Thì nó ta gọi là nhất quán ngoài. Còn một cái loại nhất quán nữa người ta gọi là nhất quán ẩn dụ. Ẩn dụ là gì? Là mô phỏng những cái gì ở ngoài thực tế các bạn có. Ví dụ như là các bạn nhìn cái biển
biển biển cấm bóc còi ấy, thì các bạn bao giờ các bạn thấy có hình có cái còi và người ta có rạch cái chéo ở cái còi nhá, chúng ta không được bóp ấy, bóp còi ấy, thì người ta gọi đấy là nhất quán ẩn dụ, nghĩa là nó lấy một cái hình ảnh nó đặc trưng cho một cái việc thực tế chúng ta có đấy. Thì chúng ta có ba nhãn nhất quán, nếu như cái này ở trên cùng một hệ thống thì ba cái hai này nó đang vi phạm là nhất quán ngoài các bạn nhé. Đấy, chúng ta nhắc lại cái việc chúng ta sử dụng nhất quán gì nhé. Đây, chúng ta lại chúng ta đi nốt một cái ví dụ nữa. Đây là trong cái việc những cái ví dụ về cảnh báo lỗi. Đây là một cái thông báo về việc chúng ta xóa một cái account của trên Facebook, thì họ có cảnh báo luôn, họ có nhắc nhở chúng ta luôn ở chỗ này. Các bạn nhìn thấy mỗi thông báo chúng ta đều có những nút, một cái nút để giúp chúng ta quyết định thực hiện hành động hoặc là chúng ta hủy đi chúng ta thực nữa nữa. Thì trong cái này còn nó nói là bạn hãy suy nghĩ xem là bạn có quay lại và sử dụng Facebook không. Nếu như bạn mà không có nhu cầu nữa thì bạn mới xóa, còn nếu bạn có nhu cầu thì chúng ta không nên thực hiện cái việc xóa này. Nếu nếu bạn còn muốn nếu mà bạn muốn 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 thực sự xóa cao đi thì bạn hãy kính cái lúc submit một lời người ta nói rất là nhắc nhở một cái rất là nhắc chúng ta là hãy thận trọng trong việc chúng ta xóa cái account này. Còn một cái thông báo phía dưới thì các bạn nhìn thấy có những cái đưa cả cái địa chỉ này, đưa cả các cái phương thức để chúng ta truy cập. Cái này cũng là một cái lỗi vi phạm trong việc chúng ta đưa các cái thông báo. Nó sử dụng các cái từ về thuật ngữ, rồi một cái từ gây cho người sử dụng người ta không hiểu cái lỗi này là lỗi gì. Thế vừa rồi chúng ta đã học về việc chúng ta sử dụng câu như thế nào, sử dụng các từ như thế nào trong đoạn văn, trong văn bản, để làm sao để chúng ta thấy viết được một cái câu, một cái đoạn văn, hoặc trình bày một đoạn văn, một cái thông báo trên một cái từ, một cái đoạn văn cho một cái việc chúng ta thông báo các ứng dụng trên màn hình các bạn, trình bày các cái trên màn hình các bạn. Giờ chúng ta sang cái khu mục thông báo. Thông báo thì các bạn biết rồi, chính là cái thông tin giúp chúng ta trao đổi thông tin giữa người dùng với máy tính. Và chúng ta có rất nhiều loại thông báo các bạn nhé, chứ không phải chỉ có một loại thông báo. Và mỗi một loại thông báo thì nó sẽ có những cái sắc thái, các cái phong cách, cách làm sao nó phù hợp với cái hoàn cảnh, với ngữ cảnh, với nhiệm vụ mà chúng ta sẽ thực hiện. Thì chúng ta vừa qua cái kiến thức về thông báo là gì rồi, thì các bạn biết rồi. Thì bây giờ chúng ta có chia ra được hai loại thông báo chung, đó là cái thứ nhất là các thông báo thuộc dạng thông báo từ hệ thống, nghĩa là chúng ta thực hiện người sử dụng hệ thống và hệ thống phản hồi lại chúng ta về tình trạng các hoạt động của hệ thống, thì người ta gọi đấy là thông báo của hệ thống. Và thông báo thứ hai là dạng thông báo chỉ dẫn, hay gọi là còn gọi là thông báo nhắc ấy. Thì đấy, đây là những cái thông báo mà nó đưa ra để chỉ dẫn người sử dụng cách họ làm việc và hoàn thành một công việc như thế nào đấy. Và các bạn nhớ là mỗi một thông nhớ cái vị trí thông báo cho cô nhé. Thông báo này nó có thể xuất hiện ở chính một cái hộp thông báo khác hoặc nó cũng xuất hiện ở màn hình chính. Đấy. Còn cái thông báo về hệ thống thì nó thường nằm trong cái hộp thông báo. Đấy là hai cái lưu ý mà khi chúng ta biết là các các cái thông báo chúng ta nhớ là có hai dạng thông báo phổ biến nhé. Thông báo hệ thống và thông báo dạng chỉ dẫn. Thứ nhất là giờ chúng ta sang cái loại thông báo chỉ dẫn thì là cái gì? Thông báo chỉ dẫn thì các bạn dùng nó sẽ cung cấp thông tin cho người dùng để người dùng hoàn thành một cái việc gì đó. Và cái chỉ dẫn của nó là gì? Nếu có dạng thông báo chỉ dẫn thì các bạn hãy đặt nó ở vị trí chiến lược của màn hình. Là cái vị trí nào mà chúng ta mắt chúng ta tập trung chúng ta nhìn thấy nhất, hoặc là ở chính vị trí con trỏ mà các bạn đang thực hiện cái thao tác mà các bạn gặp lỗi nó thể hiện cái thông báo ấy luôn, thì chúng ta hãy đặt nó ở vị trí chiến lược. Và nó nên được hiển thị trực quan dễ dùng. Và khi viết thông báo các bạn nhé, người ta lưu ý rõ các bạn đó là hãy tuân thủ các nguyên tắc chỉ dẫn liên quan đến chúng ta viết các từ, các câu và các thông báo. Đấy, chúng ta vẫn đảm bảo những cái từ này, nếu mà viết về từ thì các bạn phải tránh cái từ cô đã nêu các bạn rồi. Về câu thì các bạn nhớ các câu chúng ta không được mang tính đe dọa, không được mang tính 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 ra lệnh, mệnh lệnh. Rồi giảm bớt những cái câu thuộc dạng thuyết hình người. Đấy là những cái ta nói các bạn là trong việc chúng ta viết cái thông báo mang tính chỉ dẫn. Đây là một loạt các hình ảnh
thông báo mang tính chỉ dẫn, hướng dẫn người sử dụng hoàn thành một cái nhiệm vụ hay một cái tác vụ gì đó. Đấy các bạn thấy nhá, thông báo thì có thể hiện ở màn hình chính. Đây đây là một cái thông báo của Win này. Thông báo hệ thống này. Và thông báo thì có thể hiện ở trên một cái thông báo khác, như là bạn bật thông báo này rồi. Thì thông báo này có thông báo này nói ra bạn hãy click vào nút OK thì nó hiện ra một cái thông báo hướng dẫn chi tiết hơn về sau. Vậy thông báo có thể là nó là chính bạn giao diện màn hình chính và nó cũng có thể là nằm trên một cái hộp thoại thông báo khác. Rồi còn đây là thông báo hệ thống các bạn. Thông báo hệ thống thì chúng ta gặp nhiều rồi. Nó bao giờ cũng có mấy phần sau. Cũng có 3 phần. Thứ nhất là biểu tượng thông báo. Các bạn nhìn kỹ cho cô, nó sẽ có biểu tượng thông báo. Nếu là ở dạng thông báo hệ thống. Bao giờ cũng có biểu tượng. Cảnh báo này. Lưu ý này. Đây là lỗi này. Đây là những cái biểu tượng này. Thứ hai, thành phần thứ hai là nội dung thông báo. Nội dung thông báo đây các bạn. Và cuối cùng là nút lệnh. Các bạn nhớ nhé. Tất cả các thông báo hệ thống nó đều có 3 cái thành phần này. Biểu tượng tương ứng với cái việc các bạn muốn thông báo cái gì, hay bạn muốn cảnh báo cái gì, hoặc bạn muốn hỏi gì từ người dùng, hoặc bạn thông báo lỗi gì. Chúng ta có những cái biểu tượng. Thứ hai là nội dung. Chúng ta thể hiện cái phần mà chúng ta muốn thông báo, chúng ta muốn cảnh báo đến người sử dụng. Đấy. Và thứ ba đó là chúng ta sẽ liên quan đến việc là gì? Cái chúng ta sẽ bao giờ trên các thông báo chúng ta đều có nút lệnh. Nút lệnh nó thể hiện nhá, trên thông báo. Vậy các bạn nhớ cho cô là có 3 thành phần trên một cái thông báo hệ thống. Chúng ta nghỉ 5 phút các bạn nhé.